Hướng dẫn cắt kiểu woodcut số 2. Phần viền gáy xác định độ dài, bấm đường băng. Sau đó lấy điểm chuẩn, chia dọc lấy điểm chuẩn, bắt xuống 60 độ, cắt dọc 60 độ. Sau đó chia đôi điểm chuẩn, trải hết phần viền gáy, cắt dựa điểm chuẩn, cắt song song với đường chia, hai bên tương tự. Phần thành gáy cắt tương tự như lớp thứ nhất, điểm chuẩn cắt 60 độ, trải từ 2 về 1 dựa 1 cắt, 3 về 2 dựa 2 cắt, hai bên tương tự. Phần đỉnh gáy điểm chuẩn cắt 90 độ, 2 về 1 cắt, 3 dựa 2 cắt, hai bên tương tự. Phần viền trước cắt theo độ dài viền gáy, chia dọc dựa vào phần thành gáy cắt 60 độ, trải hết viền trước ngang ra tay cắt 60 độ. Đỉnh trước dựa vào đỉnh sau cắt 90 độ, trải hết đỉnh trước ngang ra tay cắt 90 độ, hai bên tương tự. Phần mái chúng ta xoắn một vòng, xác định độ dài, bấm bằng để tạo ra mái bay hình cánh én. Lấy một mảng tóc ở giữa trán, cắt dọc 90 độ, chia đôi ra, trải hết về điểm trung tâm cắt, chia dọc cắt trượt từ mái xuống phần viền trước, tép sau tương tự. Phần bên trái chúng ta làm tương tự bên phải. Cắt xong chúng ta sẽ tỉa qua để làm mỏng và tạo tép tóc. Các bạn muốn tham khảo thêm nhiều bài cắt có thể vào nhóm link mình để ở phần hồ sơ. Tỉa xong chúng